Rồi, xin chào tất cả quên em. Rồi, giao lưu với em một cây sầm trái nha. Cây sầm trái dáng phong tranh rất đẹp. Cây này thì tính chiều cao mà từ mặt chậu lên nó khoảng 75, và của tán từ bên trái và bên phải nó khoảng 80. Thì cây này nó có những cái đường thân lát lượng khá đẹp nè. Một cái cây thành phẩm nha. Hiện tại trái cũng khá là nhiều trên cây. Đấy, khá nhiều. Đây, bọn em xem. Bọn em cố gắng xem kỹ thông số nha. Đây, trái đây. Chung là cây này là một cây thành phẩm rồi nha, bọn em. Cây thành phẩm rồi nha. Tại nhìn từ hướng này này, chỉ cần bắt rất khá nhịp nhàng. Cái hoành hoành đế khu này nó tầm khoảng 20 nha. Hoành thân, còn khu này nó khoảng 16. Thân này là khoảng 10 12. Đấy, có những cái đường cao khúc này rất đẹp này. Một cái cây sầm trái, nói chung là cây này là thành phẩm nha. Những cái sự kiểm này chỉ qua định hình thôi, chứ mà cái cây này chỉ cần rất già rồi. Cả đẹp nha quý anh em. Mềm xì mới dàn xuồng á. Đế đẹp, trái đều. Quý anh em xem tổng thể nó này. Ok lắm nha. Cái này cây tầm trung nha.